Đây là bộ tròn đường kính rộng 60. Kích thước phổ bì là rộng miệng là 60 cm. Chiều cao tổng thể là cả chân và chậu là cao 50 cm. Trong đó là chân là cao 16 cm. Như thế còn phần chậu sẽ là cao khoảng 34 cm. Để xem thêm được nhiều video, anh em vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay cơ sở sản xuất khuôn chậu cảnh, khuôn tổng hợp sẽ làm một video giới thiệu chi tiết với anh em 5 bộ khuôn chậu tròn có lòng trong, đường kính rộng từ 60 cm đến 1m15. Đây là bộ tròn đường kính rộng 60. Kích thước phổ bì là rộng miệng là 60 cm. Chiều cao tổng thể là cả chân và chậu là cao 50 cm. Trong đó là chân là cao 16 cm. Như thế còn phần chậu sẽ là cao khoảng 34 cm. Sản phẩm được làm từ vật liệu là nhựa composite. Đây khuôn nhìn rất là dày đây. Bên ngoài thì có gông bằng thép, nhìn rất là chắc chắn. Lòng trong thì cũng được gia cố các tai thì bằng thép. Đây sản phẩm lòng trong, tôi đo lòng trong của chậu. Kích thước lòng trong là rộng 50 cm. Chiều cao khoảng 30 cm. Đây chính là cái lọt lòng của cái chậu tròn 60 đây. Còn đây là hoa văn, sản phẩm thì phần chậu gồm có 3 miếng họa tiết tùng trúc cúc. Này, hoa văn nhìn rất là sắc nét. Xung quanh thì có chuyện gấm. Tiếp theo là bộ chậu tròn đường kính rộng miệng là 70. Sản phẩm này cũng được làm từ 3 miếng như cái chậu 60. Bên ngoài gông bằng thép. Thì tôi đo kích thước rộng miệng phổ bì. Rộng miệng là 70 cm. Chiều cao tổng thể là 53 cm. Phần chân là cao ở 16 cm. Như thế phần chậu này sẽ là cao khoảng 37 cm. Này họa tiết hoa văn. Xung quanh ba loại hoa văn khác nhau. Còn đây là cái lòng trong của cái chậu tròn 70. Lọt lòng bên trong còn 59 cm. Chiều sâu bên trong lòng 32 cm. Tiếp theo là bộ khuôn chậu tròn đường kính rộng miệng 80 cm. Tôi đo kích thước rộng miệng của bì là 80 cm. Chiều cao cổng tổng thể cả chân và chậu là 62 cm. Mẫu này thì chân nó cao 22 cm. Còn phần chậu sẽ là cao 40 cm. Đây, hoa văn nhìn rất sâu. Với các bộ chậu tròn này đường kính càng rộng thì hoa văn sẽ càng sâu. Đây là phần lòng trong của chậu tròn.
80 đây. Chiều cao của nó là 38 phân. Tiếp theo là bộ trụ tròn đường kính rộng 90 cm. Thì hoa văn này càng chậu càng to, hoa văn rất là sâu và sắc nét. Từ đó chiều rộng miệng này, rộng miệng là 90 hay 90 cm rồi. Chiều cao tổng thể là 70 cm. Còn nó mẫu này thì cái chân cao là 23 cm, còn phần chậu là cao 47 cm. Còn đây cái lòng trong của cái chậu 90, cái lọt lòng nó khoảng 78 cm. Chiều sâu của chậu 40 cm. Tiếp theo là mẫu trụ tròn đường kính 1m15. Các mẫu thì đều có lòng trong. Đây, anh em thấy mẫu càng to thì hoa văn rất là sâu. Từ đó rộng miệng phù bì. Đây, kích thước là 1m15. Chiều cao tổng thể khoảng 71 phân. Mẫu này thì chân sẽ cao 22. Như thế thì phần chậu còn lại là cao 49 phân. Này, từ đó là chân, đây phần chân là cao 22 phân. Anh em nhìn hoa văn rất là sâu. Bên trên bên dưới thì đều có chuyện đầy đủ. Sản phẩm đều có lòng trong nên khi thi công đúc chậu nó rất là nhanh. Thế đó, cái lòng trong của cái chậu đường kính 1m15. Chiều rộng là khoảng 1m. Chiều sâu của lòng 44 phân. Tổng thể 4 5 mẫu, 1m15, mẫu 90, mẫu 80, mẫu 70 và mẫu 60. Các sản phẩm con trâu tròn đều có lòng trong. Sản phẩm có bán tại cơ sở Khôn Tổng Hợp, địa chỉ thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chi tiết các mẫu khuôn, giá khuôn, anh em xem tại website khuôntổnghop.com. Để đặt hàng, anh em liên hệ với số điện thoại 0944 131 689. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Để xem thêm được nhiều video hơn nữa, anh em vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.